chọn đi anh em. To quá nhỉ. Chú Vinh ăn con đấy à? Mỗi người một con à? Mỗi người một con là no. Lòng vẫn có chén đi. Cái này chắc là mọi người ăn người một con thôi. Mỗi cắm là 6 chén được mà. Con nào đẹp nhất rồi. Vâng, lòng ấy ui. Đây mình chọn con này. Con này có chắc chắn có trứng mà. Trứng nó xịt. Úi giời ơi. Dài hả? Răng nó mài chưa? Đúng không? Cái máu gì à? Không nói được nên lời nữa đúng không? Chưa không? Nhăng 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 nhăng. Nhăng nhăng. Mời anh em nha. Nhăng nhăng nhăng. Các. Da giòn. Sơ sơ. Răng mài chưa? Răng mình mài rồi. Mài từ tối hôm qua hay là sáng nay mài vào rồi đúng không? Được mài rồi. Mà có một tố ngôn thế đó. Đúng đó. À rút đấy cô nè, chuẩn bị cắt rồi đấy. Mày hôm qua chưa đấy. Thời buổi ban đầu. Cứ đó. Đạp con cá chép này. Ừ đấy. Đau quá nhỉ. Sướng chưa? Đấy rất đau. Ban đầu là đấy là. Ôi, sợ gì? Thường thôi. Có phát vào đó thôi mà. Có má đi, có má đi. Đi đi đi. Phát vào mà. Phát vào. Có má phơi phơi nói như phát vào nữa. Đấy. Ăn đi ông, có tuổi rồi. Mày sợ gì? Sợ gì? Xuống đi. Ra. Muốn chúng ta vừa mà con chú ấy có vẻ ông về dài thế nhỉ? Ngon đấy. Ờ giờ mình thì mấy anh ăn đằng đuôi, bây giờ mình sẽ ăn đằng đầu à? Chơi đằng đầu trước nhá. Cắn đằng đầu nhá. Răng mài chưa? Mài rồi. Mời các bạn nhá. Cho vào máy mài hẳn thôi chưa? Máy mài rồi đây, ghém đây. Mài mài. Thằng ui rồi xuống không? Đây 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 ghé em ơi. Đây. Đó bạn bạn nó xuống đây. Vừa chưa quá. Nhìn nó quá chẹp. Xuống. To là sướng mà. Đấy ăn đi ăn đi. Thích to mà. Ờ. Rồi đến tôi. Chú chú anh nhá mà nhá. Nó ra đi. Xem chú anh nhá. Còn chưa. Ôi chú anh con to lắm đây này. Con này là trứng rồi. Làm gì? Con này có trứng thật. Ơi, ăn bánh mới. Ăn rồi đấy. Chi? Hả? Bánh ơi. Chị điêu là coi. Ừ, rồi 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 không mà. Dài thế, ăn mới được mới vẩy, mới vây của nó thôi chú ấy. Thôi ăn lại. Đấy. 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 Quay đâu là ăn đều phải cắt cái xỉn như rồi đấy. Nó có vào. Đấy. Kéo co vào. Tiêu đi, tiêu đi. Đây bố. Chuông nó. Chiến đi. Ai chiến không? Đây này, em ơi, ghém này. Anh bạn hôm trước mà ăn nguyên bộ lòng này các bạn này. Ghém. Con này ghém nhá. Con này mình đoán chắc phải tầm 5 lạng rồi quá. Ôi giời. Miếng to đấy ông này, ông được miệng răng khỏe thật. 5 lạng rưỡi. Quá ngon. Quá ngon này. Thôi. Đây. Mời các bạn nhá. Mình không ăn được đâu. Dài quá. Dài quá đúng không? Ăn con này của mình nào, nào, nào. Con này con nhá. Dài quá mà. Không hám rượu được không sao. Các bạn nhá, đây phát thứ hai của mình. Ăn hết một con già nhanh thế. Bây giờ phát thứ hai. Con này có trứng. Cắn từ đằng đầu đi em. Ăn cắn thế. Em thơm. Có mì thui nè. Dài quá cắt ra ăn thôi. Làm đắng nhỉ em. Dài giòn. Sứt sứt. Sứt sứt xuống. À. Ăn như thế nó mới đủ. Nhớ đến ai? Nhớ đến vợ con. Vợ con tối không cho ngủ cùng đâu, ăn cái này ấy. Ăn cái này tanh, vợ con cho ngủ đâu, đi tìm em mới thôi. Đúng không? Đúng rồi. Chú chơi nha, này này. Mẹ đầu tiên chú, này. Con của chú mới làm xong có máu này. Con này không có máu này. Thật nhỉ? Con này không có máu được. Thế là sao mà nó đủ tanh được chứ cho anh? Mưa anh ạ. Anh mới biết em mượn mượn cái bài này thì đã. Cắt mình. Sợ lắm con này. Đưa cái rách mồm ấy nhỉ. Cắt vây đi thôi. Cắt hết. Cái này thì rách mồm đi chơi. Được rồi. Thế là. Rồi. Cắt vây được chưa? Không, cắt cái này làm gì nó. Cái này giòn lắm đấy em ạ. À thế à. Cái này có trứng mà này, em thơm này này. Ấn là có trứng này. Ê, con của tao có trứng này. Cắt được xong rồi này. Cạch cạch. Đó, chiến đi. Sang quá. Đúng không? Thấy trứng nha, đúng rồi. Cắt xuống. Bố không chơi được trứng đâu ạ. Con này là con nó 3 lạng nhưng mà trứng nó 4 lạng. Dài quá chú Vinh. Dài quá chú cào vẩy đi cắn mới cắn được. À. Dài quá đúng không? Báng cái mà mình chuẩn nó này rồi. Biết đang báng quá ngon. Cắn mạnh vào. Sắp xong rồi này, sắp hết rồi này.
Pha này lòng ác thế nhờ. Giọng nó ăn nó sướng mà. Ăn đâu, cá tươi. Pha nó lại, pha nó lại. Đây, em thơm này. Bây giờ anh sẽ làm một lọ quả lầu này này. Căng hết cả. Căng thì ăn nó phải đủ chứ đúng không? Này. Anh đi. Đây chú nhìn lại xem nào. Đâu. Đây này, làm đúng một lọ này. Căng nhỉ. Một lọ luôn phải không? Căng là ông. Nhai này có nguy thì. Thôi đã Busan. Con này giống như mẹ đầu lắm này. Như đầu rồng. Lầu nhọn nhỉ. Đầu với lít nó như nhau kiểu giống con tơ lau mà. Đúng chưa? Sướng. Cái này ăn là sướng mà đúng không? Chẳng biết mình xin giờ nào, chắc hôm nay rồi luôn cho anh. Thích thế nhỉ. Ngoáy nó lên. Chị nấu. Tiểu. Tiểu đây rồi. Tiểu đây rồi, tiểu đây. Hám này. Hám. Nào. Tiểu đâu? Đây. Đấy, đúng rồi. Việc gì việc nhưng mà tiểu trước đúng không? Đúng rồi. Sao trên nắng rồi. Rồi. Người người già uống trước. Hai thằng già đi. Hai thằng già chơi trước. Không thằng già trước nhá. Chiến trước. Dạ, chú em khỏe nhá. Rồi. À rồi. Mình khỏe trước rồi mình uống trước mà nhỉ. À thank you nhá. Có gì hồi tạ sau nhá. Bác thằng nào cũng già đi, bác chiến con già nhá. Rồi. Con già nhất đúng không? Đấy, đúng hợp tuổi mình nhá. Chú kia này. Con đấy 83. Tí phải cho con của cháu ấy cũng phải béo như thế nhá cho anh nhá. Con bự ấy. Con bự là gì? Ơi mình người dài mà mình chơi con dài đúng không? Đúng rồi. Ấy. Sướng nhỉ. Bây giờ ăn luôn thôi nhá. Này thường thường gọi là cỏi lươn đúng không? Cỏi lươn đấy. Nào. Nào. Anh em mình cạnh nhau thế nào? Nào. Này, chiến nhá. Thế nào? Dài không? Cảm giác thế nào? Còn quả hành dài đấy. Dài. Dài nhỉ? Dài đúng không? Dài cứng. Khọp khọp. Crop crop rồi. Cái này là lươn còn sống nó mới kêu này đấy. Nếu mà lươn mà mình luộc qua rồi nó không bao giờ kêu crop crop thế đâu. Nào, vô. Cho các bạn biết là mọi người ăn sống các bạn nhé. Tôi nuốt nước bọt hơi nhiều rồi đấy. Chép co ra rồi đấy. Nào, tăng 2. Chú thì mày nhanh một tí xem nào. Xương nó cứng mà con này. Các bố nhanh lên, bọn con muốn ăn lắm rồi đấy. Thơm à. Em thuồng lắm rồi đấy. Dai. Thế nào? Giòn, chun chút. Thế à? Nhưng mà hơi cứng. Hơi cứng à, đây khai nhanh xem này. Xương của nó mà. Đây đây các bạn nhé. Đây này. Đúng không? Đây này các bạn này. Ăn xuống nhỉ? Nó vẫn còn đỏ nhỉ, nó không phải hết đúng không? Nó vẫn phải động lại chứ, máu của nó. Nào. Chú thơm đây. Sướng không? Sướng. Cảm ơn nhá, thank you nhá. Rồi, đây chú xuống đây. Rồi. Đấy. Gầy thì phải. Người dài mà đây. Anh Bính đây. Ôi to như làng đúng không? Có ban nữa, còn có ban nữa. Cảm ơn. Có ban nữa. Mời anh em nha. Thôi cứ đều chứ là khách ơi. Cắt cơn đi. Xuống rồi. Nghe cái hàm răng kia nó kêu khọc khọc kiểu giống như kiểu máy nghiền lá. Ngọt lắm. Kiểu như mỏ đá kim thanh ấy. Giống như mỏ lá kim thanh ấy. Ngọt nó giòn. Xương của nó giòn. Còn à, giòn không? Dai không? Dai. Xịt xịt không? Con mình già ra nhá. Dai giòn. Thám hiệu. Chắc là nó già bằng tuổi mình nó mới. Con này 83 mà. Bây giờ mình ăn thôi nhỉ. Chiến thôi. Thôi bây giờ mình cười như thế này, ăn như thế này nó mới sướng. Kiểu giống như ăn mì á. Chú thơm đây mình ăn cả giống như ăn mì á. Dài lắm đâu. Ờ. Dài lắm. Hình quá. Chỉ cho mẹ. Ui khách. Rất khổ đấy đây. Không biết khổ mà. Nó biết nó. Hầu đi đâu anh cốc. Hoài. Ngày tưng tưng đấy. Trên đi. Bóp cá nằm tan hết rồi trông được xếp cùng ra ốc pinh là đấy. Ông cứ xếp về đấy. Nước siêu to khổng lồ à. Cái này phải khổng lồ. Cái này phải tầm cỡ 700 con quá, 70 con quá. Hơn đấy, phải 100 con đấy. Đặt anh em 50 con nhá anh em nhá. 20 con. Thế thôi nhỉ, thế thôi con nhỏ kia thôi tha cho nó đi. Ăn hết à? Các bạn ăn con nhỏ thôi. Đúng rồi. Cứ ăn từ con nhỏ đến con lớn ấy. Ăn từ từ. Anh không nhỉ? Ăn như kiểu lúc anh lên lò hum ấy, chọc điện ấy. Ăn rồi hai bên là cái gì nhỉ? Hai em à? Hai em áo vàng. Cái khủng quá các bạn đây này. Ôi! Cái này tuy không phải con to nhưng mà... Làm nó xuống đi, làm nó xuống đi. Vào đi, vớ. Báo mắn bị hình tố rồi. Có nào? Ôi! Vô đây nè. Vô đây nè.
Nào Sai Gia ơi, uống rượu trước đi. Cho Sai Gia cắt cơm trước đi. Chúc mấy anh em nhá. Rồi ok nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn hôm nay đã có món cá để khao anh em nhá, anh cơm nhá. Vâng. Lần sau được nhiều cá nhá. Chúc cơm nhá. Vâng. Sang năm nuôi được mấy tạ nhá. Sang năm mấy tấn nữa. Bất cứ nào đâu. Nào lên nhá. Điệu rượu. Mời anh em nhá, mời anh cơm. Cảm ơn anh cơm nhá. Hồi đỏ, một đỏ luôn thôi, làm thôi. Nếu mà nửa mất đá. Giống nghèo thì là một con to đã. Mời mời anh em nhá. Mời anh em chơi đây. Chơi đây. Ngon lắm. Đây đây rau rau nhặt đây. Làm con màu vàng là xem nào. Chú ơi. Wow. Ui giời. Này giá rượu quá sướng đấy. Ngon lắm. Thôi mà đi, chén đi. Chép ngon rồi. Mời anh em mời chú cơm nhá. Mà chú cơm ơi. Hấm nhau vào. Ngon. Ăn như có bột kiểu mối này. Đó khó ăn cơm. Cứ ăn như không có nợ nhá anh em nhá. Đúng rồi. Nợ nần đi. Lác trước. Lác để một bên đi. Đang ăn thế này đúng không? Mình thả tắm nguồn hết nhá. Cầm nhưng mang cẩn. Cứ một cây. Ôi. Cá ngon thế. Tăng quá ăn chú cơm này. Rồi khám ớt cho mình. Giờ ơi. Chủ ơi. Chủ ơi. Mời anh em nhá. Ơi. Mệt của nó. Mệt của nó đắng. Từng này người mà ăn hết hàng gần 2 cân cá thì căng đấy nhỉ. Cân cá sống rồi. Hết chứ. Chiến đây. Chiến đây, chiến đây anh em ơi. Rồi mất à? Rồi mất chứ. Sau này ăn rau này ăn sống rồi rau này. Ừ. Phát nhạt rồi bà. Rau nhạt. Tối chắc bợ khó ngủ rồi. Ăn cái này khỏe lắm rồi. Anh em ơi. Nhảy khỏe lắm. Rau đắng đấy nhỉ. Cái này ăn cái này tối về nhảy tưng tưng. Ăn cái này còn ấy mà. Cái này mới ngay mới ăn vào cơn. Xin mời. Anh Phong đến gọi. Anh đến mua cá. Nếu mà mua cá thì ăn cá thử nó ngon thì mới mua nhá. Ngon thì mới mua đúng không? Đây là đại cá của anh Cúc. Tí nữa bảo bố nướng cho tao khui nhá. Ôi, nhà A không. Ôi, chơi chú khác tí vậy. Có đây, có đây. Tí nữa. Còn con ổ thế nhỉ. Con ổ đó. Nướng. Nướng mà chấm ớt ăn. Ê, cá chép kìa. Cho rượu đi, cho rượu bác Phong đi. Ê. Nhả cái vừa. Giờ ăn rồi đấy nhá. Bán quay rồi đấy. Hả? Chim pa con đi mày. Úi, nhảy ghê đấy. Thằng này em nó phá mùi á bà nó chặt nó chặt con rồi đây sau mắt chín rồi nè tám đi trắng lạnh bay bay cái nát sát sát cứ cửa là 20 tuổi đó cái này sắc súp nè tao buồn thế à tuấn này hả bà anh nhúc quay nè ấy 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 cái này kia cái này chiến đây biển ơi. Đi đây. Má cười. Chú chỉ sáng nó phải lắc từng cười nữa cả mắt. Nhảy ra mất. Nhảy ra mất. Kinh khủng chưa. Nhìn mà chỉ hoa điêu tao nữa. Nhau lại đang bắt đầu. Mất ơn lên. Thả lỏng của gọi. Chú là phải chín chút thả chín. Chụp khai cái này. Thả kẹo ấy mà tát sẽ trúng. Đúng rồi. Mà tát. Ơi. Nó mà cắt ạ. Thôi bác cắt tỉnh cho, không có cắt chín đâu. Ờ đấy. Đấy. Đây, rượu đây, rượu đây, rượu đây. Ơ chín bằng lại nó. Nó thấy hồ này, đưa rồi đây. Đưa rồi đấy. Là vào phần này. Phần này chẳng bà ta cắt này cá nhảy mà nhưng mà con to quá này. Ờ này đó.
Thằng Nga Thanh đeo còn đeo mù quai nón mà đeo mẹ thằng này giống tơi đấy. Sao mấy bạn á? Thằng có được kết tụi nó. Anh như kiểu tơi đấy. Họ biết nó gặp khu đấy. Hắn nói gì? Hắn nói, hắn nói. Còn to quá không ăn được nên đành phải cắt ra các bạn ạ. Bổ ra thôi. Còn to quá rồi cắn mãi nó ghi răng chua mà. Cảm ơn các bạn đã theo. Cái thằng đeo tuồng. Đeo tuồng. Đeo tuồng. Mẹ khủng chưa. Mẹ nó. Có gì hạt tiếng một tay. Kính răng đậm. Nhà thú một tay khá đấy. Thở đấy. Lấu đấy. Đó. Hai lấu. Mới ngào trình độ ấy nọ. Tôi không phải bó. Ý phải bó cho mấy thôi nè. Đây. Bắn tôi ơi. Món chính các bạn ơi. À tưởng cho đây à. Mấy thôi. Tưởng đấy là món chính. Thế bây giờ cho cá vào đấy các bạn ạ. Cho vào hết đi. Người sợ quá. Cho thấy chụp cơ làm thấy. Chỉ này nhé, trên cơ cho hết đi. Bỏ hết đi. Bỏ phá bò mấy. Xìm xem mấy đây, kín với kín thôi. Bỏ phá bò mấy. Rồi không có đeo tàn lên trên này đây, kín tài rồi. Ăn cái này ác không được. Cái này khánh vào bên này. Cái này là phải thật nhiều rượu đấy. Không có rượu là đập bụng các bạn. Cái này mà không có rượu là ăn cái này đau bụng đấy. Cú mức cái thái. Kiện tăng là tắc tăng. Ăn cá chép thì ngon. Ôi ôi. Đây cái cuối áp xong món thôi. Cho ăn lấy chim cửa. Ôi bắn ghê thế. Chua mà cả nó cay mà. Thế con nào nhảy mẹ ăn luôn. Chém luôn đi. Ăn phá vốn hơn lẩu đi. Ăn quá lẩu thú à. Ui đi mưa lẩu đây à. Phải mà lô tay mà lẩm sao quá ăn cột đi. Cô lên nè ba ba khu bắn nàng sang cái này kịp mà. Thôi ăn thôi thế là ăn phá nó chỉ bắt thế là ăn phá nó khè. Nó sẽ lẩu ăn mày. Hả? Mời nha, mời cả nhà. Ăn cho. Toán. Đéo nữa, nữa tóm lại. Sao lại? Chén đi, chén đi. Mời cả nhà nhá. Ôi mời đi. Mời các bạn xem TV nhá. Con nào khủng lấy tao xem nào. Ăn nó. Con nào khủng? Mẹ con nào khủng lấy tao. Con nào vừa thì lấy tao. Ấy, phải ăn tầm như thế này các bạn ạ. Thế nào. Úi da. Ai da da. Úi da. Tí còn lên lương sơn. Đóng giặc. Đóng giặc. Hóng kíp lông mà ai à. Hóng kíp, hóng kíp miên. Được, được. Kìm nè bây giờ mới đóng giang. Tí bố có. Bán đây nè. Mời nhá. Mình chứ kiểu mắn tẩu. Nào. Tí có xích cu hơn mất. Hóc kín té là quá. Thương ạ. Ý mưa lớn mất ạ. Ăn được tính lắm rồi. Mình chứ chua không? Được thơm mới nhỉ. Ừ. Mở ra ngon lắm. Bê lủ thừa em ạ. Được chưa? Cá chua. Được rồi. Ok chưa? Rồi, cho cá vào nhá. Cá vào đây. Đấy chưa? Ôi trời ơi. Chiến luôn rồi, chiến luôn rồi. Ác nhỉ. Ôi. Đáng lên, chiến luôn đi. Được rồi. Ông chiến trước. Ông chưa trước. Mời ông trước. Mời ông Phương là người nhiều tuổi nhất. Đó. Cho ông chiến trước. Mời ông xem thì tốt nhá. Ăn cho nó tỉnh táo người tí khỏe người đến. Tiếp đây cho anh ơi. Mấy ngày rượu rồi. Ăn khỏe đóng được khỏe mà. Thôi tất cả nhá. Vâng. Bố đây. Mời ông nhảy lên bố. Cắn. Hai đỏ. Hai đỏ. Lắm. Đấy lắm. Thế này con này không chơi đỏ được thì con to lắm. Ôi, ăn sướng lắm. Ôi giời. Sướng cho ông tiền thôi. Ok. Thôi đi anh. Ông vẫn nhân nhời nhá. Ông sướng quá ông không nói nên lời. Rồi. Sướng thôi ông chơi đây. Con đỏ luôn. Đến lượt anh. Sướng sướng thôi con bé đấy nhỉ. Rồi đây. Sướng tập bóp tranh một tí cho bạn. Đấy bây giờ lỗ nó nhảy nó chơi vào đầu chứ. Bây giờ thoải mái ngon rồi. Vâng. Rồi, mình thì ăn không cá giếc nhỏ thôi, mình là nhỏ mà. Già như ông thì cho anh hôm nay khiêm tốn thế. Tao thử muối mì đã. Ông ăn cả cái gì vào đây này, con thì riêng con không. Bổi cho sau chứ. Không, mời anh em nhá. Rồi, nó mới nhai được. Không cho ấy. Sướng. Biết được bon rồi đấy.
làm đến được mình lắm rồi đấy. Anh nhanh được đấy, bên kiếm dũng này. Thôi chờ đợi anh em đi em làm thôi nhỉ. Đúng không? Chứ phải đi theo vòng đấy. Theo vòng nó mới chất. Nhẹ nhàng thôi. Nó nặng vào đi, nhẹ gì. Tay là tôi lấy đũa gắp cả. Em nha. Gắp cả. Lịch sự đấy. Đúng đấy. Bắt đầu rồi. Không, không cần đợi đâu. Xem cái rau, dưới cái rau sữa vợ kìa. Nó mọc ra đúng không? Mừng lấy đi đấy. Đến được chưa? Cho nhân vào. Quá rồi nhỉ. Cá này quá ngon đi. Con non mà không không ngon. Mình cũng chuẩn bị. Con này mình con này. Được rồi, bọc bọc luôn. Nhảy ác thế nhở? Nhưng mà cứ đuổi rượu luôn nhá. Đuổi rượu luôn. Nhảy xuống thế. Nhảy rồi. Thôi, rượu đây. Đây, bố mình đây. Đây. Không. Ném rượu luôn. Bố con mình đây. Đây, mời nhá. Mời các bố nhá. Mời nhá. Không dám mời các ngài. Mời anh. Mời các ngài nhá. Xin mời anh em vào thưởng thức cá nhảy cùng anh em mình nhá. Mời nhá. Anh à. Vậy không? Mình cũng sẽ phải chọn một con trước. Không thì con ngon nữa này vì cá anh ăn hết. Nhìn thì biết là ngon. Con nào chẳng ngon thế. Rồi, đây, con mời anh em nhá. Mời tất cả mọi người. Mời anh. Chiến đấu đây. Thôi ăn đi bố, không đủ đâu. Làm đi. Nốt rồi. Cá ngon lắm. Anh đã được vòng thứ hai rồi. Anh. Làm như thế chứ. Chờ đợi mãi đợi hoài lên lượt mình. Đây, cá nhảy đây. Ôi anh nhảy ác đấy. Có nhiều thôi mà. Nhảy ra mất. Ăn mấy con cá chán lời thế nhỉ. Nhảy ra mất rồi. Nhảy ra mất. Đủ chua ra, đủ chua ra. Rồi bà nha. Làm thịt quả này xem nào. Ngon đấy. Cả. Quá sụp đi. Sao ngon đi rồi. Tuyệt vời. Cả hơi đắng đắng nhỉ. Hơi đắng đắng nhỉ cho anh nhỉ. Mình cái này mình phải luộc đi. Ồ, nhân của mình hôm nay, nhân của mình hôm nay hơi đắng đắng. Nhân của mình hôm nay là thiếu lạc. Ấy cá nhảy khả năng trận này anh em mình ăn đá nhất đấy. Này càng quá. Không, mình không mang cái gì làm này à? Ở đây đây này đây rồi. Càng quá càng quá. Ôi. Cho nó ngấm vào một tí đã. Ôi, ngấm gia vị à? Thấy chưa kìa? Ôi. Ấy. Bắn vào mặt hết rồi này. Rồi rót nhiều đi. Rót nhiều nhá, rót nhiều đợi nhá. Đâu đâu mình để làm gì để nó nhảy làm gì? Nhảy luôn nhảy nó nhảy mà. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Bắt tài sao đây? Kìm luôn đi. Úi giời, này này. Vớt hết rồi này. Sợ gì? Muốn mà phải lúc. Được con nào thì bỏ con nào thì ăn con đấy thôi. Nào. Ăn đi nhỉ. Ôi đi đi, rượu nhá. Này, rượu đây, rượu đây. Không đủ thì à? Hôm nay ăn đương sơ đấy, ăn to đấy. Thì ở mãi ý đi. Này, rượu quá nha. Thì ở hết rồi. Ô, ok. Nào, 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 nào. Sức khỏe nào, sức khỏe nào. Hai bà chú. Hai bà uống. Cá nhảy. Ăn cá nhảy mừng nhà mới nha. Cá nhảy. Thì mình phải nhảy ở nhà mới nữa. Ăn cá nhảy rồi mình còn nhảy nữa. À. Ôi mở ra đi cho anh ơi. Cá nhảy đi. Mở đi. Mở bát ra đi. Mở đi. Tái hết rồi còn gì nữa. Ôi trời ơi. Ôi sao to thế. Cao to đẹp trai. Ôi thử mình thử muối mì chưa nha. Em thơm nha. Ôi giời, con kia hơi nhỏ đấy, hơi mỏng đấy. Không thử muối muối mì thôi mà. À thế à. Thế à. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Nhăng 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 nhăng. Cái gì đây. À thì à thì à thì à. Cái nào ngon đâu. Ngon. Ngon. Ngon không. Ừ. Lâu lâu ghém hoặc là sơn về một bên bọn tớ ta. Mười một con à? Ôi ơi, mình thì con ôi. Ôi. Ôi, trời to thế. Cái này xuống rồi, cái này hợp với mình rồi cho anh ạ. Ôi. Cái phát mắt con bé này sao hợp với mình thế nhỉ? Mình chủ nhân đã. Nhìn nó nhìn nè. Ôi, mời tất cả mọi người nhá. Con xảy cho nó cảm giác. Ôi, xuống đấy. Xuống không cho anh? Ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ừ. Ôi giời, anh nhảy ác đấy. Hãng mất nhỏ. Ăn một miếng rồi cho gì này. Cho đủ đúng không? Thật nhỏ quá, có phải miết à. Ui, 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 miết đấy. Ừ.
Ngon không cho anh? Ngon là nhồi nhỏ. Ê, chơi, chơi. Ê, cái con tài thôi con á. Ai chiến hốt. Chiến ơi. Chiến đây. Rượu nó ham chiến nào. Có rượu nó rượu đi. Rượu, 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 cậy. Ham đi. Ham rượu hết rồi. Nào ham rượu vào đây anh em ơi. Nào, chú anh ham rượu vào đã. Chén cho anh đâu, chén thơm đâu. Đây có rồi, chén mình có rồi. Có chưa. Đấy. Thôi bắt đầu mở màn thì mình ham rượu cho đây. Nào, nào. Rồi, ok. Từ đã để tôi làm miếng này đã. Đợi ông đợi cả nhóm đợi mới ông ấy. Ui trời. Ui, lên. Ôi, ok. Ok. Ê, ham rượu vào. Đang đói thế này, xuống ăn. Ăn là sướng. Con nạ là con gì đây?